Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã đến với kênh Bất Động Sản Bách Riêu. Những hình ảnh anh chị đang thấy đây đó chính là hình ảnh của phân khu Rainbow của dự án Vinhome Grand Park quận 9. Phân khu này thì đã được bàn giao cho quý cư dân vào đầu tháng 7, tháng 8 năm 2020. Tiện đây thì Phong cũng muốn chia sẻ tới với anh chị một số thông tin về chuyển nhượng cũng như là giá của các căn hộ đang được chuyển nhượng tại phân khu này. Ở phân khu này thì chúng ta có 5 loại căn hộ để anh chị lựa chọn. Đó là căn studio, căn 1 phòng ngủ, căn 2 phòng ngủ 1 toilet, căn 2 phòng ngủ 2 toilet và căn 3 phòng ngủ 2 toilet. Đối với những căn studio, diện tích từ 31 tới 33 m2, giá đang được giao dịch từ 1 tỷ 250 triệu. Với những căn 1 phòng ngủ, diện tích từ 47 tới 49 m2, giá đang được giao dịch từ 1 tỷ 650 triệu. Căn 2 phòng ngủ 1 toilet, diện tích từ 59 tới 61 m2, giá đang được giao dịch từ 2 tỷ 100 triệu. Căn 2 phòng ngủ 2 toilet diện tích 69 m2, giá đang được giao dịch từ 2 tỷ 600 triệu. Căn 3 phòng ngủ 2 toilet diện tích từ 81,5 m2 đang được giao dịch với giá 3 tỷ 150 triệu. Các mức giá này nhằm mục đích tham khảo và đang được giao dịch tương đối tốt ở thị trường. Anh chị quan tâm tới các căn hộ ở phân khu Rainbow này hoặc có căn gửi bán, vui lòng liên hệ với các hotline của chúng tôi để được Big Deal chia sẻ, gửi thêm thông tin đến anh chị cũng như là kết nối với người mua. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các video sau.